này mai thiệt á Thủy ơi. Mai thiệt á. Wow, cây này mình tưởng là mai mai giả các bạn ơi, nhưng mà này là mai thiệt á. Wow. Mình tráng quá. Hoành tráng quá. Mình tưởng là cây hoa mai giả nhưng mà rốt cuộc là cây thiệt đó các bạn. Ôi ở đây có tiểu cảnh dễ thương quá. Wow, đào. Chụp hình cho mình đứng đây hả? À. Văn xuân, cung chúc văn xuân. Đi lên lầu 3 hả Thủy? Lâu lâu đi đi ra quận nhất các bạn ơi. Quận nhất hay quận 3 đây? Quận nhất hay quận 3? Con hay ăn ở đằng kia kìa mẹ. Con hay ăn hàng đằng kia kìa. Ngoài đâu hay ăn hàng ngoài kia hả? Ơi lâu ngày lắm mới đi ra được quận nhất các bạn ơi, không có thời gian. Đâu ăn ăn cái đường này hả? Con ăn chỗ cái đường đi. Xe quá vậy, vậy cũng nguy hiểm quá ha. Hết rồi. Giờ đâu có làm con. Đi ra đây các bạn ơi, đi làm thủ tục đi du lịch mà không biết có đi được không, du lịch châu Âu. Chia sẻ với các bạn cho vui để dần nào mình mà đi được có bệnh á, mình cũng chia sẻ tiếp ha. Rồi. Rồi giờ đi lên hả hay dưới này chơi cho mát? 9 giờ mới tới giờ, mới giờ tới 8 giờ tắt máy á. Mới tới 8 giờ, quen chút thôi. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở những video sau.